Còn hai con mắt khóc người một con. Còn hai con mắt một con khóc người. Còn hai con... Chào 500 anh chị em. Đến thời điểm hiện nay thì đã có rất nhiều creator thành công với thể loại video ngắn. Nhưng mà một nhu cầu rất là bức thiết đặt ra là các bạn luôn luôn đặt câu hỏi làm sao để kết nối cái nội dung dạng ngắn và nội dung dạng dài, làm sao chuyển đổi để đưa được các view ngắn của bạn sang thành view dài để kiếm được doanh thu cao hơn. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay, theo thông tin chính thức của YouTube thì đến tận tháng 2 năm sau, cái video shorts mới được chính thức bật kiếm tiền đầy đủ và doanh thu lúc đó mới tương đối được. Còn trong thời điểm hiện nay thì doanh thu nếu chỉ dựa vào video ngắn rất là ít. Chính vì vậy mà một cái nhu cầu rất là bức thiết của chúng ta là làm sao chuyển đổi được từ video dạng ngắn sang video dạng dài. Suy nghĩ về việc này thì một cái hướng đi tự nhiên mà ai cũng nghĩ tới rõ ràng nhất là mình ghép các video ngắn lại thành một video dài. Chẳng hạn bạn có 10 video ngắn, mỗi video 1 phút thì mình ghép lại liên tục thành 10 cái, thành một video tổng hợp 10 phút. Như vậy là có ngay một video dài để đăng lên kênh. Vậy thì câu hỏi đặt ra chính là cái câu hỏi mà mình sẽ trả lời trong video này, là cái việc mà ghép video như vậy có vi phạm chính sách nội dung trùng lặp của YouTube hay không? Thực ra thì cái việc ghép video như vậy trước đây có rất nhiều kênh làm video dài đã làm. Tuy nhiên là YouTube khá khắt khe với việc này. Cho nên là đây chính là lý do tại sao các bạn đặt câu hỏi gửi về cho mình tỏ ra khá là lo ngại khi thực hiện cái hành động như thế này. Tuy nhiên đối với video shorts thì hiện nay là anh em chúng ta đều biết là YouTube rất là khuyến khích shorts, rất là tạo điều kiện để cho shorts được phát triển. Cho nên là theo như quan sát của mình thì họ rất là dễ dãi, rất là thả lỏng trong cái việc này. Các bạn cứ làm thoải mái, tự nhiên, cứ ghép các video ngắn của mình lại thành video dài và đăng lên kênh. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà muốn đảm bảo an toàn nhất, cao nhất, không chỉ bây giờ, không chỉ năm 2023 mà còn nhiều năm tiếp theo, thì chúng ta nên thực hiện các bước như sau để đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng chính sách. Bước thứ nhất là các bạn không nên ghép y nguyên 10 clip mà không chỉnh sửa gì cả, cứ nối lại với nhau và đăng lên. Cái đó là không nên một tí nào. Việc chúng ta cần làm là nên edit mỗi video một chút. Có thể mình chỉnh màu hay là chỉnh tiếng một chút. Mình cắt bỏ intro, cắt bỏ outro đi. Điều đó thứ nhất là vừa làm cho cái máy tính, cái thuật toán nó bớt nhận diện rằng video của chúng ta là trùng lập với cái video short mà bạn đã đăng. Cái thứ hai nữa, quan trọng hơn là nó cũng làm cho trải nghiệm của khán giả khi xem những cái video tổng hợp này nó tốt hơn một tí. Người ta không phải xem lặp đi lặp lại những cái đoạn intro, outro. Cách thứ hai là khi chúng ta ghép video này lại với nhau thì chúng ta nên chọn các cái video theo một theme nhất định, theo một chủ đề nhất quán. Chẳng hạn như tháng vừa rồi bạn đã làm nhiều video về các món ăn màu sắc, thử thách một ngày ăn toàn màu vàng này, thử thách một ngày ăn toàn màu xanh này, vân vân. Thì mình ghép lại thành một video là các món ăn về màu sắc. Như vậy nó sẽ làm cho khán giả dễ theo dõi hơn. Nhưng mà đặc biệt là phù hợp với chính sách của YouTube. Chính sách của YouTube là bạn được phép ghép nhiều đoạn video lại với nhau. Nhưng mà làm sao giữa các video đấy phải có sự liên hệ, phải có sự tương đồng, phải có mối liên quan giữa các cái video đấy với nhau. Thì cái việc mà chọn một chủ đề nhất quán như này sẽ đảm bảo cho yêu cầu đó. Bước thứ ba là khi đặt tiêu đề hay thẻ tag hay bất cứ metadata nào cho video của mình thì bạn hãy tránh một số từ khóa mà thường xuyên bị thuật toán của YouTube quét vào lỗi trùng lập. Đó là highlight này, đó là tổng hợp này, đó là compilation này. Tốt nhất là khi đặt tiêu đề cho video mình nên chọn theo cái gần giống với cái tiêu đề của cái video shorts mà mình đang có nhiều view nhất để mình tận dụng cái lượng traffic kéo từ cái video đấy qua. Khi thuật toán nó nhìn thấy những cái video có tiêu đề gần giống nhau, tương tự nhau thì nó sẽ đề xuất qua lại lẫn nhau, tạo cho lực đề xuất cho kênh mạnh hơn. Mình biết rằng là rất là nhiều anh em trong chúng ta hiện nay đã thành công với Shorts và các bạn rất là tin tưởng Shorts. Và các bạn hiểu rằng là vì khán giả của mình là những cái khán giả xem Shorts là nhiều, cho nên là trong cái chiến lược nội dung của mình cũng phải tập trung vào Shorts nhiều hơn. Cho đến thời điểm hiện nay, thực ra thì cái lực view mạnh nhất, cái sự ảnh hưởng lớn nhất của YouTube vẫn nằm ở trên video dài.
chứ không phải là video ngắn đâu. Mà dù tin tức hay là những cái cuộc bàn luận của chúng ta đều xoay quanh Shorts rất là nhiều, nhưng mà cái việc kiếm tiền, cái lượng view lớn nhất vẫn nằm ở trên video dài của YouTube mới là chính. Điều thứ hai nữa là hiện nay khi thế giới đã thay đổi, mọi chuyện nó đã thay đổi rồi, để trở thành một nhà sáng tạo, một creator mà có một sự thành công bền vững lâu dài thì chúng ta nên để ý cả hai khía cạnh này của YouTube hay là của cả thế giới media, cả khía cạnh video dài và cả khía cạnh video ngắn. Nếu mà người ta cho mình hai chân để đi mà mình chỉ đi bằng một chân thôi thì chắc chắn là mình sẽ bị thọt, mình sẽ bị đi lệch, đúng không? Chúc anh chị em thành công và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Việt Creators.